các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất, khí hậu, nguồn nước và sinh vật. Các điều kiện kinh tế xã hội ngày càng được cải thiện, đặc biệt là sự mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đã thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp. Một La Mã, các nhân tố tự nhiên. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên như đất, khí hậu, nước và sinh vật. Một nhỏ, tài nguyên đất. Đất là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp. Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng, hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là đất phù sa và đất ferralit. Đất phù sa có diện tích khoảng 3 triệu hecta, thích hợp nhất với cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày khác, tập trung tại đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển miền Trung. Đất ferralit chiếm diện tích trên 16 triệu hecta, tập trung chủ yếu ở các vùng trung du, miền núi, thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, chè, cao su, cây ăn quả và một số cây ngắn ngày như sắn, ngô, đậu tương, vân vân. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp là hơn 9 triệu hecta. Việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất có ý nghĩa to lớn với quá trình phát triển nông nghiệp ở nước ta. Hai nhỏ, tài nguyên khí hậu. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta. Nước ta có khí hậu nhiệt đới, mùa gió ẩm, nguồn nhiệt ẩm phong phú làm cho cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau màu trong một năm, nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển tốt. Khí hậu nước ta phân hóa rất rõ rệt theo chiều Bắc Nam, theo mùa và theo độ cao. Vì vậy, ở nước ta có thể trồng được từ các loại cây nhiệt đới cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới. Cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng cũng có sự khác nhau giữa các vùng. Tuy nhiên, bão, gió Tây khô nóng, sự phát triển của sâu bệnh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và các thiên tai khác như sương muối, rét hại, vân vân, gây tổn thất không nhỏ cho nông nghiệp. Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương. Ba nhỏ, tài nguyên nước. Nước ta có mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc. Các hệ thống sông đều có giá trị đáng kể về thủy lợi, nguồn nước ngầm cũng khá dồi dào. Đây là nguồn nước tưới rất quan trọng, nhất là vào mùa khô, điển hình là ở các vùng chuyên canh cây công nghiệp của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, ở nhiều lưu vực sông, lũ lụt gây thiệt hại lớn về mùa màng, tính mạng và tài sản của nhân dân. Còn về mùa khô lại thường bị cạn kiệt, thiếu nước tưới. Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? 4. Tài nguyên sinh vật. Nước ta có tài nguyên thực động vật phong phú, là cơ sở để nhân dân ta thuần dưỡng, tạo nên các cây trồng, vật nuôi, trong đó nhiều giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt, thích nghi với các điều kiện sinh thái của từng địa phương. 2. La Mã. Các nhân tố kinh tế xã hội. Một nhỏ, dân cư và lao động nông thôn. Năm 2003, nước ta vẫn còn khoảng 74% dân số sống ở vùng nông thôn và trên 60% lao động việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Người nông dân Việt Nam giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, gắn bó với đất đai. Khi có chính sách thích hợp, khuyến khích sản xuất thì người nông dân phát huy được bản chất cần cù, sáng tạo của mình. Hai nhỏ, cơ sở vật chất, kỹ thuật. Các cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ trồng trọt, chăn nuôi ngày càng được hoàn thiện. Công nghiệp chế biến nông sản được phát triển và phân bố rộng khắp đã góp phần tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển các vùng chuyên canh. Hình 7.1. Kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa. Hình 7.2. Sơ đồ hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật trong nông nghiệp. Kể tên một số cơ sở vật chất, kỹ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên. Ba nhỏ. Chính sách phát triển nông nghiệp. Những chính sách mới của đảng và nhà nước là cơ sở để động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp. Một số chính sách cụ thể là phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông nghiệp hướng ra xuất khẩu. Bốn nhỏ, thị trường trong và ngoài nước. Thị trường được mở rộng đã thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, do sức mua của thị trường trong nước còn hạn chế, nên việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở nhiều vùng còn khó khăn,
biến đổi của thị trường xuất khẩu nhiều khi gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển một số cây trồng quan trọng như cà phê, cao su, rau quả, v.v. và một số thủy hải sản. Tài nguyên thiên nhiên nước ta về cơ bản là thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng. Điều kiện kinh tế, xã hội là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp. Câu hỏi và bài tập. 1. Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta. 2. Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp? 3. Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.